Công an huyện Bảo Lâm vừa bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cắt trộm chồi bơ giống, gồm Phạm Quang Cường sinh năm 1985, Trần Văn Trí sinh năm 1990, tên thường gọi là Nhỏ, Văn Phương sinh năm 1992, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào lúc 20:30 phút ngày 18 tháng 1, nhóm đối tượng này đã bố trí người cảnh giới và đột nhập vào vườn bơ của ông Phạm Văn Chính, ngụ thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để cắt trộm chồi bơ. Sau đó bị người dân địa phương phát hiện bắt quả tang và giao cho công an huyện Bảo Lâm xử lý. Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm hai kéo cắt cành dùng để cắt chồi bơ và 312 chồi bơ do các đối tượng trộm tại vườn ông Chính. Hai chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 47B1-80705 và 52X-3560 mà các đối tượng làm phương tiện để trộm chồi bơ giống. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cả 4 đối tượng rủ nhau đi từ tỉnh Đắk Lắk qua thành phố Bảo Lộc thuê nhà trọ ở để thực hiện hành vi trộm chồi bơ để về bán cho các vườn ươm bơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Được biết, thời gian qua, trên địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp chồi bơ giống như 034, 036 và các giống bơ ngoại nhập từ Mỹ như Hass, Lemhass, Ritz, gây thiệt hại về kinh tế và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Di Linh, Đại Ý, Thảo Trắng, Giá Hạt Năm Cánh Phú Thọ, Hoàng Thảo Vôi Đột Biến, được Việt cất giấu trong nhà. Tại cơ quan công an, Việt khai nhận toàn bộ số lan trên được Việt đột nhập vào vườn lan của ông Nguyễn Hữu Sang ở xã Lộc Ngãi để lấy trộm.